Chào mừng các bác, anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Huế. Hôm nay Cuộc Sống Huế sẽ cùng với các bác anh chị đi tham quan hai cái khu dân cư, đó chính là Phú Mỹ Thượng và Green City nằm trên khu vực tỉnh lộ 10. Thì để đi về đây chúng ta sẽ có hai đường, một là đường Nguyễn Sinh Cung đi theo hướng Đập Đá thẳng về, hai là chúng ta có thể đi men theo con đường Phạm Văn Đồng để đi về khu vực này. Và cái khu vực tỉnh lộ 10 nó sẽ cắt cái siêu thị Big C tại đường Bà Triệu khoảng 10 phút đi đường. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một chút ít tỉnh lộ 10, sau đó chúng ta sẽ đi tham quan một vài cái căn nhà thô và tham quan những cái con đường, những con nhà nằm tại hai cái khu dân cư này. Thì bây giờ Cuộc Sống Huế cùng với các bạn anh chị sẽ đi tham quan. Và đây là những cái hình ảnh trên bản đồ của hai khu này, một bên là Phú Mỹ Thượng, còn một bên là Green City. Và bây giờ thì Cuộc Sống Huế đang có mặt tại khu vực tỉnh lộ 10. Thì tỉnh lộ 10 đấy, cái đoạn mà Cuộc Sống Huế đang đi ngang đây chính là đường 36m, và rất là gần với là làng Chiếc Bi. Các bác anh chị biết là hiện tại trên tuyến đường tỉnh lộ 10 này, nó sẽ có sau này nằm giữa khu Phú Mỹ Thượng và khu Green City, thì sẽ có một cái con đường lớn mang tên là con đường Võ Nguyên Giáp, sẽ đâm xuyên cái con đường này để đi thẳng về dưới cầu Diên Chương 2, để kết nối với là hệ thống con đường của Huế. Và cái khu dân cư mà chập là chúng ta đi tham quan là khu Phú Mỹ Thượng và khu Green City, là cái khu dân cư mà cũng đã hình thành rất là lâu của Huế rồi. Nhưng mà trong tháng 7 tới đây thì cái khu này mới được lên thành phố. Và bây giờ thì Cuộc Sống Huế muốn chia sẻ một số thông tin về cái khu mà Cuộc Sống Huế đang đi đây. Thì cái khu này nó nằm khá với gần làng Trước Bi. Thì theo một số thông tin mà Cuộc Sống Huế tìm hiểu được tại cái khu quy hoạch Trước Bi nơi chỗ mặt tiền đường á, thì giá nó rơi vào khoảng 17,2 triệu một mét. Và cái khu đó thì nó nằm ở phía bên tay phải so với khu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía trong của khu Phú Mỹ Thượng. Thì ngay ở trước mặt tiền đường đoạn khu A, các bạn chỉ có thể thấy đó có là một vài cái nhà thô. Thì bây giờ Cuộc Sống Huế sẽ đi vào tham quan cái nhà thô này trước, sau đó là sẽ đi tham quan cái khu dân cư. Thì cái nhà thô mà Cuộc Sống Huế đang đứng đây là cái nhà thô mà nó nằm hai mặt tiền tại khu dân cư. Thì theo một số thông tin mà Cuộc Sống Huế tìm hiểu được thì cái lô này nó bán với giá là 4 tỷ ít, tức là nó rơi vào khoảng là 45 cho đến là 47 triệu một mét vuông tại cái khu nhà này. Và khi mà đi qua khu này thì Cuộc Sống Huế có tìm hiểu thêm một vài cái thông tin tại những cái lô đất trên tỉnh lộ 10. Thì quanh khu này cũng có một cái người dân họ bán cái lô đất, thì trên diện tích trên sổ thì nó rơi vào khoảng 80 mét vuông, còn mà diện tích thực tế người dân họ nói là 90 mét vuông. Thì người dân ở đây họ bán với giá là rơi vào tầm khoảng 50 triệu một mét, nó cao hơn với là cái khu này nữa. Và đó là một vài cái thông tin mà Cuộc Sống Huế tìm hiểu được. Thì cái căn nhà thô mà Cuộc Sống Huế đang đứng đây thì nó rơi vào 105 mét vuông, rộng 5, dài 21. Và cái căn nhà thô này nó đã xây dựng rất là lâu rồi. Khi tham quan thì các anh chị có thể thấy là nhiều rêu nó cũng mọc ở đây. Và từ cái vị trí của tầng 3, chúng ta có thể nhìn thấy một vài cái khu, chẳng hạn như là khu đối diện, đó chính là làng Trước Bi. Nhìn lên thì chúng ta sẽ thấy được trung tâm của thành phố Huế. Và đối diện với cái khu này đó chính là mặt tiền đường 36m, nơi mà xe cộ lưu thông rất là nhiều tại cái khu này. Theo Cuộc Sống Huế quan sát và thấy được thì
những căn nhà mà nó nằm tại mặt tiền đường này đa phần là người ta họ xây dựng cái hotel, nhà nghỉ để cho những người khách tới đây nghỉ dưỡng. Và đâu đó thì chúng ta cũng có thể thấy được một vài người dân họ sử dụng những cái căn nhà này để làm cái tiệm buôn bán trước mặt tiền đường. Và sau khi mà chúng ta đi tham quan cái nhà thô tại khu này thì bây giờ Cuộc Sống Huế cùng với cô bạn chị sẽ đi vào tham quan những cái căn nhà thô ở trong này. Thì cái vị trí mà Cuộc Sống Huế đang đứng đây là khu A, thì chập nó đi thẳng vào trong kia thì chúng ta sẽ đi vào khu B và khu C của khu đô thị. Thì cô bạn chị thấy ở phía bên tay phải là những cái căn nhà mà nó đã được xây dựng. Và khu này, cái khu mà nằm ở phía ngoài đường này thì khá là nhiều người họ đã di chuyển tới đây để sinh sống. Nhưng mà đi vào trong khu này chúng ta sẽ thấy sự khác biệt này. Mà trong khu này đa phần là nhà thô hết. Và dĩ nhiên là cái mấy khu trong này thì giá nó sẽ rẻ hơn ở cái khu ngoài mặt tiền đường. Thì theo Cuộc Sống Huế tìm hiểu được thì cái nhà thô tại khu D mặt tiền 16.5m thì nó bữa nay nó bán với giá là khoảng 2.4 tỷ. Và nếu mà mặt tiền 12m thì nó rơi vào khoảng là 2.2 tỷ tại cái khu này. Và bây giờ đi vào phía trong này các bác chị có thể thấy thêm một vài cái hình ảnh về cái khu này nữa. Và khi mà nhắc đến khu Phú Mỹ Thường thì người ta cũng hay nhắc đến một cái khu nằm cạnh nó nữa, đó chính là khu Green City. Thì so với khoảng cách trên đường tỉnh lộ 10 thì cái khu này nó gần với thành phố Huế hơn, vì vậy mà giá nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà chúng ta đi qua khu Green City thì giá nó rơi vào khoảng là thấp hơn so với khu bên này tầm 10-15%. Đến ngang đoạn này chúng ta sẽ đến đường cụt. Bây giờ Cuộc Sống Huế sẽ rẽ sang một cái đoạn đường khác. Thì các bạn chỉ có thể thấy đa phần cái khu mà chúng ta đang đi tham quan đây là đều là nhà 2-3 tầng. Và diện tích nó rơi vào khoảng là 105m2, rộng 5, dài 21m. Và ngay cái khu mà Cuộc Sống Huế đang đi đây, ở phía bên tay trái, nhiều hộ dân họ cũng đã rời tới đây để sinh sống. Và các bạn chỉ có thể nhìn thấy cái khu này. Và nếu mà tính theo giá một căn nhà thô nó rơi vào tầm khoảng 2.4 tỷ, 105m2, thì giá cái khu đây 1m2 khoảng rơi vào khoảng là 19.5 triệu 1m. Thì giá đây là giá của hiện tại, và cách đây khoảng là 7 tháng so với khi mà Cuộc Sống Huế đi quay cái video đầu tiên tại khu Phú Mỹ Thượng này, thì cái lô đất nó nằm gần ngoài mặt tiền đường thì nó rơi vào khoảng là 17.2 triệu 1m, tức là so với cách đây khoảng gần 1 năm nó có tăng lên khoảng 2 triệu 1 mét so với cái trước kia. Các bạn chỉ có thể thấy cái khu này nó cũng có tăng giá nhưng mà cũng không nhiều lắm, nó rơi vào khoảng 10% sau 1 năm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái khu khác là khu Green City. Thì khu dân cư bên đó thì nó cũng hầu như là giống như cái khu Phú Mỹ Thượng bên này. Thì có một cái điều khác là giá nó sẽ thấp hơn từ khoảng 10-15% so với là khu bên này. Và ngay giữa trục đường cái khu mà Cuộc Sống Huế đang đi đây và cái khu Green City, thì sau này nó sẽ có một cái đại lộ như Cuộc Sống Huế chia sẻ là đại lộ Võ Nguyên Giáp, nó sẽ đi băng qua cái đường này để kết nối với là cầu Dương Chương 2 hướng đi về đập Thảo Long, hay là còn gọi là hướng đi về đầm Phá Tam Giang. Thì sau này nó sẽ kết nối với là tuyến đường gì đó. Hiện tại thì cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp này nó đang hiện tại nó xây dựng trên cái trục đường Tô Hữu. Và đến bây giờ khi mà chúng ta đi tham quan cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp đó thì các bạn chỉ có thể thấy là ngay cái đoạn cầu Dương Chương 2 thì cái công trình tuyến đường này nó cũng đang xây dựng rất là nhanh. Và Cuộc Sống Huế nghỉ trong vòng khoảng tầm khoảng 1 năm nữa thôi thì cái tuyến đường nó sẽ thông tới khu vực này. Và bây giờ Cuộc Sống Huế sẽ đi thẳng tới đoạn này, đi
tầm khoảng là 200m thì chúng ta sẽ đi qua cái khu Green City. Và nếu mà chúng ta tiếp tục đi thẳng tuyến đường này, chúng ta sẽ đi về dưới khu vực của chợ Hôm hay là chợ Sam, là cái khu vực mà nó nằm chạy dọc theo cái dòng sông Như Ý, mà cuộc sống Huế cũng từng chia sẻ những cái hình ảnh về chợ quê và những cái tuyến đường tại khu vực đó. Thì những cái lô đất tại những khu quy hoạch gì kia thì nó sẽ rẻ hơn, và đường thì hiện tại thì nó chưa rộng như thế này, nhưng mà trong quy hoạch thì những cái tuyến đường tại cái khu vực mà cuộc sống Huế trước kia từng chia sẻ nằm dọc cái tuyến đường sông Như Ý, thì trong tương lai họ sẽ xây dựng cái tuyến đường rộng 32m, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy cái công trình nó khởi công, đó chỉ là trong cái bản đồ quy hoạch thôi. Và bây giờ thì cuộc sống Huế rẽ tay trái và đi vào cái khu Green City. Các bạn chỉ có thể thấy là cái khu này nó cũng không kém gì so với là cái khu bên kia, chẳng qua là cái khoảng cách nó xa hơn một tí, và cái đoạn đường mà đi vào thì mình phải đi vòng một tí mà tới được cái khu này. Và các bạn chỉ có thể nhìn thấy đa phần cái căn bên cái khu đất bên này cũng giống như bên kia là đều xây dựng cái khu nhà liên kề. Và cuộc sống Huế sẽ chạy vòng quanh cái khu này để chia sẻ những cái hình ảnh những căn nhà tại đây. Như các bạn chỉ có thể thấy cái mặt tiền đường 16m5 này thì đa phần là những cái căn biệt thự nó nằm trên mặt tiền đường này rất là đẹp. Và càng đi vào phía trong này thì chúng ta sẽ thấy một vài cái căn nhà thô. Thì ở trong này sẽ có một cái vài cái căn nhà thô nó nằm ở tại khu C. Thì cuộc sống Huế sẽ đi vào trong kia và chia sẻ của bạn chị một vài cái thông tin tại cái lô ở phía trong này. Và hiện tại cuộc sống Huế đang đi vào khu phía trong này. Cái khu này, ở trong này sẽ có một vài khu nhà xây dựng theo kiểu là nhà liên kề nhưng mà chỉ có 2 tầng. Thì khu vực này thì cũng giống như mấy cái lô khác là 105m2, và diện tích sàn của những căn nhà này nó rơi vào 160m2 về cái diện tích sàn. Và ngoài ra nữa thì trong khu này cũng có một, và giá của khu bên này thì nó cũng chỉ chênh so với bên kia khoảng rơi vào khoảng 10%. Thì những khu bên này nó cũng rơi vào khoảng 2 tỷ 2, và những khu mặt tiền đường nó lớn hơn hoặc là những cái khu mà nó mặt trước mặt công viên là nó sẽ rơi vào cái khoảng là 2 tỷ 3 một cái căn nhà 105m2. Thì các bạn chỉ có thể thấy là đa phần những cái căn nhà ở bên khu Green City này thì người dân họ di chuyển tới đây đông hơn. Và theo cái quy hoạch đó, thì ở trong khu này sẽ có một cái công viên và một cái trường học đó. Và mà trừ khi mà chúng ta đi tham quan hai cái khu đô thị thì các bạn chỉ có thể thấy là cái khu này nó nằm khá là gần thành phố Huế, và giá đất nó cũng rơi vào khoảng 19 triệu rưỡi ở mấy cái khu trong này. Và cái khu ngoài đường thì nó sẽ cao hơn, rơi vào khoảng 50 triệu một mét. Thì cho thấy cái khu này là một trong những khu mà giá đất nó cũng khá là cao so với những cái phần còn lại của Huế. Thì nếu mà chúng ta theo dạng đầu tư thì cuộc sống Huế thấy ở Huế thì phân khúc nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ tầm 600 cho đến 1 tỷ 2 là mấy cái khu mà dễ bán nhất tại Huế. Còn những cái khu mà gần trung tâm thành phố Huế như thế này thì giá nó tầm 2 tỷ mấy cho đến 4 tỷ. Thì có lẽ là dân cư họ cũng ít tới đây. Và phần lớn nếu mà dân cư mà ở đây được đều là những cái người mà thuộc dạng trí thức và có điều kiện. Vì vậy mà cái khu này thường thường là một trong những khu mà sẽ là khu những người mà có điều kiện trong tương lai của Huế. Và hôm nay cuộc sống Huế cũng đã chia sẻ một vài cái thông tin và một vài cái hình ảnh tại hai khu mà khá gần với là trung tâm thành phố Huế, cách chúng ta đi khoảng là 10 phút cho đến 15 phút đi đường là chúng ta sẽ tới với khu vực trung tâm. Nếu mà rơi vào dạng đầu tư thì cuộc sống Huế thì nếu chúng ta tiếp tục đi theo hướng tỉnh lộ 10 đi thẳng về, chúng ta sẽ có một vài cái khu dân cư nữa, một vài cái khu quy hoạch nữa, chẳng hạn như là khu Triều Thủy này, rồi là khu gần với là Ngọc Anh. Đó là những cái khu mà chúng ta đi thẳng về chúng ta sẽ thấy những khu gì đó.
mấy khu dưới kia thì nó sẽ giá sẽ mềm hơn, nó rơi vào khoảng là 7 triệu cho đến là 9 triệu một mét vuông. Nhưng mà có cái là cái tuyến đường khi mà chúng ta đi tham quan thì nó nằm dọc bên cái dòng sông gì thì dĩ nhiên là cái tuyến đường đó nó cũng chưa xây dựng, chỉ có là tương lai nó sẽ xây dựng ra tuyến đường 32 mét thôi. Và cái video của Cuộc Sống Huế đến đây cũng là kết thúc. Và hôm nay Cuộc Sống Huế cũng đã chia sẻ cho các bạn chị một vài cái thông tin mà Cuộc Sống Huế biết được tại khu đô thị Green City và khu đô thị Phú Mỹ Thượng. Và mong rằng là các bạn chị thích những cái nội dung mà Cuộc Sống Huế đăng tải và chia sẻ trên kênh. Đừng quên là đăng ký kênh để đồng hành và ủng hộ những cái nội dung tiếp theo của Cuộc Sống Huế. Và hẹn gặp lại các bạn chị tại những nội dung sau.